timer 10 minutes 10 minutes counting down. À, mình đi tập trở lại bởi vì mình sắp có một chuyến đi Hàn Quốc. Siêu đỉnh với một idol siêu vip mà mình không thể chia sẻ hiện tại đây trong vlog này với các bạn. Nhưng mà thực sự là siêu vip các kênh uh... Facebook, Instagram của mình bởi vì video này sẽ được chiếu ở những quảng trường lớn và mình và team thực sự rất là háo hức cũng như là rất là lo lắng về <laughs> áp lực về chuyến đi này bởi vì đây là cái chuyến hành trình lớn nhất của bọn mình từ trước đến giờ. Nói về cái chuyện mà phí hoài tuổi trẻ thì mình đang sắp chạm ngưỡng U30 trong một vài năm tới. Mình thì già nhất trong những đám creator, tiktoker, youtuber nhưng mà trẻ nhất trong nhóm doanh nhân startup khởi nghiệp này nọ xin chào các bạn, đây là cách để các bạn không phí hoài tuổi trẻ của mình. Hôm nay mình làm dạng format mới có một chút chữ ở trên màn hình không biết các bạn thấy thế nào thì có thể comment bên dưới để gọi là mình có biết hay không thì chắc chắn là mình không biết hết nhưng đây là những cách để các bạn không phí hoài tuổi trẻ bởi vì khi chúng ta sống là chúng ta hoàn toàn có thể sống dựa trên những sai lầm của người khác chứ không nhất định là phải sai lầm của chính mình người khác mắc sai lầm mình học được từ người đó người ta bị bỏng không có nghĩa là bạn phải thò tay vào lửa để bạn cũng bị bỏng để mới biết là lửa nó nóng. Đó là điều mình học được từ những cuốn sách, bạn học được từ những sai lầm kinh doanh của người đi trước để mà khi bạn kinh doanh, bạn khởi nghiệp, bạn không mắc phải những sai lầm tương tự. Và tất nhiên là chúng ta còn trẻ, chúng ta muốn kiếm tiền nhanh, chúng ta muốn kiếm tiền sớm để chúng ta có tiền hưởng thụ. Chứ các bạn lúc mà 60, 70, 80 tuổi mà các bạn mới mua được mây bách thì lúc đấy còn gì nó sướng không? Tất nhiên là hầu hết chúng ta đều sống với một cái timeline nó khác so với những người phi thường. Bởi vì có những người phi thường, những người đặc biệt, những người đột biến của xã hội là họ thành công cực kỳ sớm. Và đương nhiên là chúng ta học hỏi từ những người đó. Thế nhưng việc mà chúng ta biết rằng chúng ta đang ở đâu và chúng ta cần đi đến đâu trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa là một điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi mà tuổi trẻ mà các bạn có những thói quen không tốt có những thói quen mà không học tập mà khi các bạn qua tuổi 30 nó vượt qua một cái ngưỡng là bạn không còn là trẻ, bạn là một người lớn, một người trưởng thành mà bạn không có kiến thức thì lúc đấy xã hội sẽ nhìn bạn là một người thất bại, một người thực sự thất bại của xã hội. Ví dụ bây giờ các bạn còn trẻ đi, các bạn có thể ngồi lướt Facebook cả ngày, các bạn đi làm công việc này, các bạn nhảy qua công việc nọ. Các bạn có thể hôm nay làm quán này, hôm nay làm quán tiếp thì mọi thứ nó không quá nghiêm trọng bởi vì các bạn còn trẻ các bạn có thể mắc sai lầm thoải mái bởi vì cũng như là sinh viên vậy các bạn hoàn toàn có quyền được nghèo khi mà bố mẹ các bạn không giàu bố mẹ các bạn không giàu không phải là lỗi của các bạn cũng không phải là lỗi của bố mẹ mỗi người sống trong một thời đại khác nhau và chúng ta được sinh ra trong một gia đình như thế nào thì chúng ta phải chấp nhận nó và chúng ta phải cải thiện nó chứ chúng ta không nên là phàn nàn không nên phàn nàn và chúng ta không nên ngồi nguyên đấy bởi vì là chúng ta ngồi nguyên đó sẽ không giải quyết được một điều gì cả. Và rồi khi mà các bạn đi làm đi các bạn đi làm các bạn không đam mê, các bạn làm cho vui, các bạn làm chỉ để lấy lương tháng một tháng mấy triệu và các bạn không học được một điều gì ở công việc của mình thì đấy là một sự lãng phí thời gian của tuổi trẻ. Bởi vì khi mà các bạn ngoài 30, các bạn không còn là trẻ con nữa. Các bạn có thể 28, 29 ok có thể là uh, kiểu hơi lớn lớn rồi nhưng mà vẫn còn trẻ trâu thì được. Nhưng mà các bạn lên đầu 3 là người ta sẽ nhìn các bạn là một người lớn và khi mà các bạn 3x mà các bạn không có một kỹ năng gì thì ai cho các bạn công việc bởi vì khi đó các bạn quá già để mà học và thực sự nghiên cứu thì con người chúng ta bộ não khả năng học tập nó sẽ đến một mức độ tuổi khoảng tầm 30 là nó sẽ chạm đỉnh và từ đấy nó chỉ đi ngang nếu mà các bạn giữ được khả năng học tập của mình hoặc là đi xuống thế nên là khi mà các bạn đã 3x rồi thì những người đi làm những người thuê các bạn. Thậm chí chắc chắn là họ còn ít tuổi hơn các bạn nếu mà các bạn đã tầm 30 trở lên. Và tại sao họ phải thuê bạn trong khi họ có thể thuê những người bạn trẻ hơn mới ra trường, đam mê nhiệt huyết và họ chăm chỉ làm việc thay vì một người 3x tương đối già cỗi như bạn mà lại không có một kỹ năng gì, profile CV không có gì ấn tượng nổi bật cả. Tại sao họ lại phải thuê bạn? Đó các bạn hãy tưởng tượng cuộc sống của mình 5 năm, 10 năm tới để mà mình nghĩ rằng là trong cuộc sống này có những thứ mình phải lên kế hoạch trước bởi vì khi mà các bạn không lên kế hoạch trước nó sẽ ập vào đầu và rồi bùm một cái tất cả mọi thứ nó sẽ đổ vỡ và các bạn sẽ sống một cuộc sống trong sự trầm cảm và nó sẽ đi xuống như này thôi. Tuổi trẻ chúng ta sẽ có những sự lười nhác, chúng ta sẽ có những sự thoải mái bởi vì xã hội bây giờ các bạn cầm cái điện thoại lên. Các bạn cầm cái điện thoại lên các bạn sẽ lướt mạng, lướt TikTok, lướt Instagram, lướt Facebook, lướt YouTube như mình xem YouTube rất nhiều. Thứ ra đó là một phần công việc của mình nhưng mà mình cũng bị nghiện xem Instagram và xem Facebook bởi vì nó rất là cuốn. Mình có thể xem những cái video buồn cười ở trên Instagram kiểu hàng tiếng đồng hồ mà sau đấy mình nhấc mắt ra khỏi cái 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 điện thoại ấy, thì trời đã tối và mình đã mệt bởi vì mình lướt cũng mệt chứ nó nó cũng tốn năng lượng ở não bởi vì mình phải đọc đọc những cái chữ xong mình nghe những cái lời thoại của những cái người quay phim buồn cười trong đấy thì đấy là một cái sự phí hoài tuổi trẻ của mình mình vẫn cũng vẫn đang cai nghiện thôi chứ mình cũng vẫn không hoàn hoàn toàn là những người hoàn hảo thế nhưng rất may thì đấy là một cái phần công việc hàng ngày của mình đó là mình quay những cái video sản xuất cho những công ty và mình phải bắt được trend thì đấy là rất may mắn là công việc của mình thế nhưng cho những bạn nào mà làm ngoài ngành thì các bạn có thể bắt trend một cách phù hợp hơn một cách gọi là hợp lý hơn thay vì là tạo cho bản thân mình những cái dopamine ảo những cái dopamine độc hại thì chúng ta có thể đi tập gym chúng ta đi tập thể dục bởi vì... Những ngày gần đây là mình bắt đầu đi tập trở lại rồi Và mình thực sự là mình... Cả... À... Mình đi tập trở lại bởi vì mình sắp có một chuyến đi Hàn Quốc Siêu đỉnh Với một idol siêu VIP Mà mình không thể chia sẻ hiện tại đây trong vlog này với các bạn Nhưng mà thực sự là... Siêu VIP Không thể chia sẻ gì thêm Nhưng mà các bạn hãy đón xem ở trên các kênh Facebook, Instagram của mình Bởi vì video này sẽ được chiếu ở những quảng trường lớn Và có team thực sự rất là háo hức cũng như là rất là lo lắng về áp lực về chuyến đi này bởi vì đây là cái chuyến hành trình lớn nhất của bọn mình từ trước đến giờ và cũng như mình nói riêng đó và đó quay trở lại với video của chúng ta thì khi mà các bạn nghĩ rằng tương lai của mình phụ thuộc vào những cái điều mình đang làm bây giờ nếu mà bây giờ các bạn đang lướt điện thoại hàng tiếng đồng hồ thì các bạn hãy đặt cho mình ok mình mới học được cái đặt timer trên Siri đây là mình đang nghĩ mình nên dùng Siri từ rất lâu trước trước đây Nhưng mà Đây mình đã đặt Để mà mình giữ cái nút này Timer 10 minutes Đó Siri sẽ đặt cho mình Một cái timer 10 phút Là nếu mình có đang nghỉ ngơi Thì mình đặt 10 phút Là mình sẽ quay lại làm việc Và mình chỉ được lướt Trong vòng 5 phút 10 phút đấy thôi Và hoàn toàn Không phải động não quá nhiều Bởi vì đối với mình mình dùng giọng nói mình ra lệnh được cho những cái bộ máy của mình tự động hóa càng nhiều càng tốt à nhân tiện giới thiệu thì mình làm một kênh youtube mới chuyên về ai technology công nghệ hardware những phần cứng phần mềm những cái thiết bị tự động hóa mà mình tìm hiểu mình thấy hay và mình muốn chia sẻ với các bạn thì đây là một kênh youtube mới chuyên về công nghệ và một trong những công việc của mình với các anh em team nanobook là mình phát triển những cái phần mềm thôi chia sẻ hơi nhiều nhưng mà khi nào có sản phẩm hay mình sẽ giới thiệu với các bạn nhưng mà đây là một cái youtube mới mà mình chia sẻ về công nghệ ứng dụng trong productivity nói chung là tất cả những cái thông tin mới nhất cập nhật về công nghệ bởi vì chúng ta sống trong một thời đại công nghệ nếu mà chúng ta không dùng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày thì thực sự đó là một thiếu sót rất lớn trong việc các bạn phát triển bản thân và các bạn phát triển tối đa cái tiềm năng của mình khi mà các bạn đi gym thì các bạn sẽ cảm nhận được là mọi thứ trên đời nó có giá trị và nó phải mất công để có được những giá trị đấy mình muốn đi tập gym bởi vì mình muốn người mình đẹp hơn là một người đàn ông mình muốn mình nhìn trở nên hấp dẫn hơn người bạn gái của mình người đẹp là do cô ấy có đi tập thể dục tại sao mình không cố gắng tập thể dục để người mình cũng đẹp đó và tập thể dục là một trong những điều mà các bạn không thể gian lận được để mà có các bạn thể tiêm này, tiêm kia Nhưng mà thực sự nó sẽ rất hại sức khỏe Các bạn dễ dùng phương pháp này, phương pháp kia Gọi là đốt mỡ này nọ Nhưng mà thực sự nó rất hại cho sức khỏe Và nó không là một điều tự nhiên Đối với cơ thể Người anh trai của mình, uh, Việt Yogi Thì 6 múi từ cấp 3 Và ông ấy tập rất chăm Và mình biết rằng là để có được Một cái thể trạng như thế thì là Ông anh mình và những người anh em đã phải tập rất nhiều Thì đó là một điều hiểu được Và mình hiểu được rằng là Mình không có 6 múi và không đô được như những ông anh của mình là bởi vì mình không đủ kiên nhẫn và mình không dành đủ thời gian để đi tập gym. Tất nhiên thời gian đó mình dành cho việc làm video. Chắc chắn là trong ngành thời trang ở Việt Nam mình nghĩ rằng không ai dành nhiều thời gian quay video, nhiều video như mình. Nó để hơi ghê nhưng mà chắc mình nghĩ là mình top 3 trong những người chuyên quay về thời trang bởi vì nó cần những cái kỹ năng về quay, về dựng, về cảm nhạc và về đạo diễn, về chỉnh màu, về phong cách. Nói chung là rất nhiều thứ bao gồm trong những cái sản phẩm mà mình quay mà nhiều khi mọi người sẽ nhìn chỉ là ô đây một cái video. Thế nhưng để làm được một cái video đấy, một người làm video cần phải làm rất nhiều video. Và mình khẳng định là mình làm rất nhiều video để mình có thể đạt được đến cái khả năng và cái, cái kỹ năng của mình đến ngày hôm nay. Thế nên là cho những bạn nào đang sống và cảm thấy hơi chán, các bạn đang cảm thấy là mình đang không làm được một điều gì mà mình vui. Thì chắc chắn là các bạn đang không làm đúng điều mà mình muốn Bởi vì khi mà các bạn học những cái mà mình muốn Mình học về công nghệ Mình học về quay phim Là mình học tối ngày luôn Mình học kiểu quên giờ đi ngủ luôn Và những uh, ngày tháng mà bố mẹ mình ở trong Sài Gòn với mình Bố mẹ phải nhắc mình đi ngủ Bởi vì mình Kiểu mình học và mình xem những cái video Những cái khóa học Đến sáng luôn Bởi vì đó là những điều mình thực sự đam mê Thì mình hy vọng là các bạn có được sự đam mê của mình và ba bước để có được một tương lai tốt hơn Thì ba bước đó chính là gì? Thứ nhất Đó là ngoại hình Mình đi tập thể hình Cũng là vì ngoại hình Bởi vì một người mà gầy Tất nhiên là Tùy những người mà siêu đặc biệt Các bạn xem phim hoạt hình Thấy những người mà đặc biệt Họ nhìn họ hình hài Họ nhỏ con Nhưng mà họ có thể thông minh Họ tài giỏi này nọ Nhưng mà đối với những người bình thường Một người cao to Đẹp trai sáng sủa Là chắc chắn có nhiều cơ hội hơn những người không cao to, không đẹp trai, không sáng sủa. Tất nhiên nếu mà bạn là một người bình thường như mình, mình là một thằng ngày xưa mình post cái video gái Việt gái Tây thì rất nhiều bạn bảo mình là một thằng xấu trai vô vô dụng vô ích. Thì đúng là như thế bởi vì ngày xưa mình không tập thể dục gì cả và người mình như một thằng trẻ con, phải nói thật là như vậy. Người mình như một thằng trẻ con, mình gầy, mình yếu. Không hiểu sao là mình có một người bạn gái xinh. <laughs> luôn luôn là như thế. Thế nhưng mà trộm vía trong phía là lúc đó ngoại hình của mình nhìn rất ghê Rất trẻ con, rất xấu xí Thế nhưng mà mình uh, Bây giờ mình đã tập Và mình cảm thấy người mình khác đi Mình cảm thấy mình đúng là một người đàn ông Mình có sự hấp dẫn hơn Hồi trước rất là nhiều Và tất nhiên trong cuộc sống thì khi mà bạn đó Khi mà bạn xinh đẹp thì bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn So với những người không xinh đẹp Gọi là xinh đẹp thôi nhưng mà thực sự nó có một cái sự tương đối ở đây Tức là bạn là một người bình thường Thì đó là một điều Bạn phải trân trọng bởi vì có những người ngoài kia họ bị khuyết tật họ bị bẩm sinh họ có những vấn đề về ngoại hình thì đó là một điều không may mắn đối với họ thế nhưng khi mà bạn là một người bình thường ngoại hình bình thường thì bạn hoàn toàn có thể khả năng cải thiện khi mà mình trước khi mình đi tập gym ấy cái form người của mình nhìn rất gầy và mình có tập gym một đợt mình nghỉ mình lại tập gym và mình nghỉ thế nhưng mà cái đợt đầu tiên mà mình tập là người mình đã lên một cái form khác nó kiểu mình tiến hóa tiến hóa lên một Người khác, mặc dù là những cái khoảng mình không tập Thì người nó có hơi phệ, hơi béo một tí Hơi gầy một tí, nhưng mà Cái form, cái dáng người của mình nó cũng vẫn Khá là thẳng, nó khá là lớn Nhìn nó hoành tráng hơn là cái form Gái Việt, cái Tây của mình mà các bạn đang xem uh, Từ nhiều năm trước Thì Khi mà các bạn có khả năng thì các bạn hãy cải thiện Và kiến thức, kiến thức luôn là một điều Mà các bạn phải cập nhật, và đó cũng chính là Lý do mà mình chia sẻ cái kênh Andrew Tech Talk Chuyên về công nghệ của mình là nơi mình cập nhật những công nghệ mới để khiến cho các bạn có những cái dụng cụ làm việc hiệu quả hơn Ví dụ như là đây, cái riêng cái tool Siri đơn giản vừa rồi thôi nhưng mà vừa rồi mình mới phát hiện ra để mình dùng Bởi vì những cái tool này các bạn có thể add vào cái Reminders tức là cái To Do List, những cái list danh sách việc cần làm Các bạn chỉ cần đọc một giọng là nó sẽ tự add vào đấy cho các bạn, các bạn không cần phải mở lên, các bạn phải đánh, các bạn không phải điền giờ mình chỉ cần đọc là nó sẽ tự động điền vào nó nhắc mình Khi mà các bạn làm việc một cách hiệu quả mượt mà nhất thì đó là lúc các bạn sẽ sáng tạo được nhất. Ngoài ra thì nếu bạn nào mà chưa có đam mê thì các bạn phải tìm cho mình một đam mê bởi vì con người sống không có đam mê là một con người sống không hạnh phúc. Bạn chỉ đi làm những công việc gọi là chỉ để uh, chỉ để sống qua ngày thì không khác gì một con lợn ở trong một cái chuồng nuôi chỉ để giết thịt, không có sống không có một cái mục đích một cái lý tưởng gì cả. Bởi vì bạn sống làm gì? khi mà bạn có những đam mê ngoài kia mà bạn không làm được nó Có những người họ sống không phải là giàu Nhưng mà họ hạnh phúc bởi vì họ có được những đam mê Họ có được những điều họ muốn trong cuộc sống Tất nhiên, theo chủ nghĩa khắc kỷ là chúng ta phải kìm lại những ham muốn trong cuộc sống Bởi vì rất dễ là chúng ta muốn những con mây bách Chúng ta muốn những căn biệt thự trăm tỷ, chục tỷ Thì nếu mà điều đấy Thực sự bạn phải cân nhắc là những điều đấy bạn có thực sự cần hay không Hay là bạn cần một điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống của mình đó là điều bạn cần cân nhắc. Và đây tóm lại thì chúng ta trong cuộc sống chúng ta có bốn điều chúng ta cần phải có. Health, wealth, love and happiness. Sức khỏe, tiền bạc, tình yêu và niềm hạnh phúc. Đó là bốn điều mà các bạn hãy giữ cho mình. Bởi vì khi có bốn cột mà một cột bị hỏng, một cột không có thì chắc chắn là ngôi nhà, cuộc sống của các bạn sẽ trở nên có vấn đề tuổi trẻ thì thực sự là một cái thời gian mà mình thấy rất vui Một khoảng thời gian mình thực sự có những kỷ niệm rất vui ở trên thế giới Và đây là một điều may mắn đối với mình Và mình hy vọng các bạn cũng sẽ đạt được những điều mà mình muốn trong cuộc sống Bởi vì trong cuộc đời này cái gì nó cũng có giá của nó Cuộc sống bất công nhưng có những quy luật Và hy vọng các bạn tìm được và khám phá Rằng mình muốn gì mình muốn đến đâu và biết được rằng quy luật là làm thế nào để đến được đó để các bạn đến được đó đó mới chính là ý nghĩa của cuộc sống này cảm ơn các bạn à, câu hỏi gì các bạn thể điền vào bên dưới để mình có thể trả lời trong các cái livestream và cảm ơn các bạn Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo